Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết, phân biệt một chiếc đồng hồ Hublot chính hãng và một chiếc đồng hồ Hublot hàng Superfake, hàng Rep 11, rất là tinh vi, hàng giả rất là tinh vi. Và trên tay mình thì đang có hai chiếc, một chiếc mặt đeo màu xanh blue và một chiếc mặt xám lông chuột. Cả hai chiếc này thì thông số y xì nhau, nó chỉ khác cái màu sắc ở mặt thôi. Nhìn qua thì anh em không thể biết được chiếc nào là chiếc thật và chiếc nào là chiếc giả. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Chiếc bên trái là chiếc giả, một chiếc mặt xám lông chuột này. Còn chiếc mặt xanh blue này là một chiếc chính hãng. Chiếc này đã được lên niềng kim cương thiên nhiên. Cái phiên bản gốc của nó thì sẽ trơn như này. Đó, bỏ qua vấn đề lên kim thì anh em quan sát. Thứ nhất là mặt số kim cọc. Cái hàng giả này làm rất là tinh vi anh em nhé. Đây là hàng Rep 11, nó giống gần như với bản chính hãng nhất. Còn đây là bản chính hãng của chúng ta. Bản này do hãng thiết kế anh em nhé. Hiện nay thị trường các seller mà bán những cái hàng giả, họ đều sử dụng những cái phiên bản này để đánh lừa khách hàng, đánh lừa người tiêu dùng, nói rằng đây là hàng chính hãng anh em nhé. Anh em hết sức phải lưu ý. Đó. Chúng ta có thể thấy là phần kim cọc, mình sẽ zoom lên cận cảnh cho anh em xem. Đó, đây là hàng Rep 11, độ hoàn thiện rất tốt, kim cọc bắt sáng này. Nếu mà nhìn qua thì không thể phát hiện ra được đâu anh em ạ. Đó. Phần ô lịch cũng như là kim cọc của hai chiếc rất giống nhau. Thật ra thì nếu mà soi lên một kính lúp ấy ạ, kính lúp phóng đại thì anh em sẽ thấy là các cái phông chữ của hàng Rep 11 này thì nó không thể hoàn toàn giống EC hàng chính hãng được. Tuy nhiên thì đây là một chiếc mình đánh giá rất là cao về cái độ hoàn thiện của một chiếc hàng gần như là gọi là hàng Rep 11 đấy ạ. Rất giống anh em nhé. Về thông số kỹ thuật thì cả hai chiếc đều mang thông số giống EC nhau là 42mm. Độ dày cũng EC luôn ạ. Vì chiếc này sử dụng cái cỗ máy cực kỳ tinh vi anh em ạ. Và đây chính là cái điều mà mình muốn chia sẻ với anh em. Đó, nó sẽ lắp một cái cỗ máy giống EC hàng chính hãng. Anh em có thể thấy hai cỗ máy rất giống nhau nhé. Tuy nhiên thì cái vân sớ ở hàng này nó sẽ rõ ràng hơn, cũng như là cái chất thép nó sáng hơn một chút ạ. Quả vang được là hoàn thiện rất tốt anh em ạ. Nó không giống như những cái phiên bản Fake 1, Fake 2, mà đây là bản Rep 11 siêu fake anh em nhé. Đó. Anh em quan sát kỹ này, mình sẽ chỉ cho anh em cách nhận diện của hàng chính hãng. Ở đây thì vị trí ba lần ở bên trong hàng chính hãng thì sẽ có một cái chuyện. Đó chính là chuyện DM cũng như là chuyện SVK, đó chính là cỗ máy Celita SVK 300. Còn ở bên này thì không được đóng chuyện. Đó, đấy là cách nhận biết dễ dàng nhất. Và nếu anh em quan sát kỹ thì bên trong máy cũng còn một số chi tiết nhỏ, nó cũng khác. Ví dụ như là một đây mình sẽ thấy, mình sẽ chỉ cho anh em. Ví dụ như là các cái ốc bắt ở, ốc vít bắt ở viền bên phải cái góc 2 giờ này, thì bên này ốc bên này nó sẽ nhỏ hơn nhá. Con ốc bên này cạnh chữ 25 GW ạ, GW đó, bên này thì ốc sẽ to hơn, 25 GW. Bên này thì ốc của hàng xịn nó sẽ to hơn, cũng như là phần chóp ốc được thiết kế nhô lên, phồng lên. Còn bên này thì chóp ốc là chóp phẳng đó, và chiếc thép bên này thì nó cũng mờ dại hơn. Phải có hai chiếc để cạnh nhau này thì anh em mới thấy được cái sự khác biệt. Đặc biệt thì anh em thấy là quả văng của chiếc chính hãng thì cái chữ Hublot nó làm đẹp hơn so với hàng Rep 11. Mặc dù phiên bản này là phiên bản giống gần như EC luôn. Đặc biệt thì anh em quan sát những cái số seri bên này và bên này. Bên này thì sẽ được khắc sâu hơn, còn bên này thì khắc nó lông hơn một chút nhé. Đều dòng chữ Hublot Classic Fusion nhé. Anh em thấy làm rất là giống nhé. Đó. Chất thép của hàng chính hãng bao giờ nó cũng sáng hơn này. Vân sớ bên trong cũng được trải sắc nét hơn. Đi kèm thì anh em thấy là những con ốc này, cái vị trí tất cả đều giống y xì nhau này. Và đến bộ dây,
hàng giả cũng được làm rất là tinh vi. Đó. Và ở bên trong này của chúng ta thì sẽ có những cái số thông số ở trên dây 125 4280, cả hai đều được làm chiếc bên trái được làm rất là giống với hàng thật. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến một khóa, bên dưới của khóa này gần như là giống rồi anh em ạ. Bên này là giả anh em nhé, bên này là thật. Đó. Và mặt trên của Hapalot, chiếc này thì đã sai phông chữ rồi. Chiếc Hapalot này phông chữ nó mảnh hơn, bên này chữ đậm và nó làm to bản hơn, sai phông chữ. Ốc Hapalot được cố định ở phần khóa này thì cái rãnh nó sẽ rộng hơn, bên này thì rãnh nó sẽ nhỏ hơn anh em nhé. Đó. Cũng như là các cái vân sớ trải sức dọc cũng khá là giống. Thực sự rất là giống. Anh em mà mua những cái sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao thì nên chọn những cái nơi uy tín, tin tưởng. Bên mình, những cái sản phẩm bên mình bán ra thì luôn cam kết cho anh em là hàng chính hãng 100%, có đầy đủ giấy cam kết đi kèm, cũng như là chế độ bảo hành lên tới 6 năm và sẵn sàng hỗ trợ anh em đi thẩm định tại bất kỳ nơi nào anh em mong muốn. Đó. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho anh em một chút những cái điểm cơ bản, thì biết một chiếc Hapalot hàng chế tác hàng Rep 11 siêu phách. Đó. Và nếu anh em quan tâm mà có những cái câu hỏi hay là cần thẩm định chiếc đồng hồ nào, có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc gửi hình ảnh, cũng như là có thể qua trực tiếp địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để bên mình hỗ trợ trực tiếp cho anh em. Đó. Ở đây thì anh em có thể thấy là cái chữ Hapalot này, cái logo đó, hàng giả làm rất giống nhá. Đó. Bên này thì Hapalot nó mảnh hơn so với cái chữ H này. Đó. Về cơ bản thì nó giống đến 99% rồi anh em ạ. Đó. Đó là một chút về những dấu hiệu nhận biết của hàng thật và hàng giả của một chiếc Hapalot, một thương hiệu rất là lớn. Với chiếc Hapalot chính hãng này thì cái giá mới của nó ấy, nó phải tầm trên 100 triệu, gần 200 triệu. Còn cái chiếc hàng giả này ấy, thì nó chỉ đâu đó vài triệu thôi. Đó là hàng mới và anh em thấy là cái giá nó chênh nhau rất là nhiều, và mặc dù nó rất là giống anh em nhé. Thì anh em lưu ý là chúng ta bỏ ra một số tiền lớn thì chúng ta phải hết sức cảnh giác và cẩn thận. Và những chiếc hàng chính hãng này thì bên mình vẫn có chế độ bảo hành quay đầu lên đời, đổi mới, đổi cáp thoải mái anh em ạ. Thì nó là một chiếc hàng thật, giá trị thật. Còn chiếc này thì anh em mà mua thì sẽ không có cái giá trị sử dụng nữa. Đó, vì không ai giao lưu lên đời những cái sản phẩm đồng hồ giả, hàng nhái này. Đó. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.